đám cháy bùng phát vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 tại rừng sản xuất từng trồng keo tràm, Bạch Đàn của người dân thuộc thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh. Khi phát hiện cháy, người dân lập tức báo cho lực lượng chức năng để tổ chức dập lửa. Do thời điểm xảy ra vụ cháy, thời tiết nắng nóng gay gắt, khô hanh kèm gió mạnh nên lửa lớn bùng lên, lan rộng. Để khống chế đám cháy Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu đã huy động tất cả lực lượng tại xã Xuân Thịnh và khu vực lân cận với nhiều công cụ chữa cháy và hơn 120 người tham gia. Mặc dù vậy, vụ cháy vẫn kéo dài đến sáng ngày 29 tháng 8, khiến cho nhiều khu đồi, rừng sản xuất của người dân bị thiêu rụi. Đến trưa ngày 29 tháng 8, vụ cháy đã cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường để hướng dẫn dập tắt hoàn toàn đám cháy không cho cháy lan đồng thời thống kê thiệt hại